Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay ngày 21 tháng 8, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Mưa lũ gây thiệt hại lớn cho miền núi phía Bắc. Đề xuất làm visa điện tử để tăng sức cạnh tranh cho ngành du lịch Việt Nam. Triển lãm Sơn mài châu Á tại Hà Nội, nơi tôn vinh vẻ đẹp của sơn thiên nhiên, vẻ đẹp của truyền thống và hiện đại trong nghệ thuật sơn mài. Thưa quý vị, bão số 3 đã đi qua, nhưng mưa lũ sau bão đang gây ra thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Bắc Giang, Hòa Bình. Đã có 6 người chết, 3 người mất tích. Tại Lào Cai, mưa to trên diện rộng đã gây ra lũ lớn tại các suối thuộc huyện Văn Bàn. Hơn 60 hộ dân ở của xã Văn Sơn và Võ Lao bị cô lập do lũ làm sập cầu. Mưa lũ đã làm cho một người ở huyện Văn Bàn thiệt mạng và cuốn trôi một em nhỏ ở huyện Sa Pa. Đây cũng là hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ ở Lào Cai. Còn tại tỉnh Hòa Bình, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu trong nước. Một người tại huyện Lạc Sơn bị lũ cuốn mất tích. Nước lũ dâng cao đã cô lập 11 người dân ở huyện Lương Sơn. Tuy nhiên, các nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa tới nơi an toàn. Tại Yên Bái đã có 2 người chết, 1 người bị thương, gần 700 ngôi nhà bị ngập. Hiện mực nước sông Thao tại Yên Bái dâng cao trên mức báo động nguy hiểm. Nhiều địa bàn bị chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương đang gấp rút sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn. Vào cuối giờ chiều qua, phóng viên chúng tôi cũng đã có mặt tại Yên Bái để ghi nhận trực tiếp công tác di dời dân khẩn cấp đến nơi an toàn của địa phương. Người dân chạy lụt theo nhiều cách khác nhau. Phao và thuyền, hai đồ được sử dụng nhiều nhất. Trung tâm thành phố Yên Bái có khu vực ngập sâu trên 1,5 mét. Tôi mới lụt, lũ rồi nó rẻ. Quen rồi, cơ bản là mình dân ở phường Hòa là mình phải thế. Giờ các bạn các thứ thì mang lên tầng 2, còn các cháu thì cho đi ra ngoài. Chỗ cao hơn. À, cao hơn, vùng cao hơn. Rồi tránh làm. Kiểm tra hết các trường hai bên nhá. Công an, quân đội, dân quân tự vệ huy động túc trực 24 trên 24 giờ. Tại thành phố Yên Bái, đang có hơn 800 người sẵn sàng ứng cứu. Các đoàn kiểm tra được phân công về các địa phương chịu thiệt hại, cùng người dân ứng phó với mưa lũ, rà soát, di rời người và tài sản ra khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cấp huyện thì chúng tôi chỉ đạo bằng điện, cũng như là tỉnh đã thành lập các cái tổ công tác, giao cho các đồng chí phó chủ tịch cùng với lực lượng công an xuống chỉ đạo ở các địa phương để giúp cho dân di rời ra khỏi các cái vùng nguy hiểm. Trạm Tấu, Mù Căng Chải là hai huyện đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng nhất. Có những địa bàn xa trung tâm hàng chục cây số, chỉ có thể đi bộ. Hạn chế tối đa thiệt hại về người, không để bất cứ người dân nào vì chủ quan rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là yêu cầu với các địa phương miền núi phía Bắc thời điểm này. Giáp với Yên Bái, tỉnh Sơn La cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Liên tục 4 ngày qua, tỉnh này có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa cao nhất đo được ở huyện Mộc Châu có nơi lên đến gần 200mm. Mưa lũ đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cũng như kinh tế của người dân tại địa phương này. Phóng sự của các phóng viên thường trú tại khu vực Tây Bắc. Một ngày sau trận mưa lớn đêm 19 tháng 8, căn bếp và toàn bộ hơn 2.000m2 diện tích vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Trầm, bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La vẫn ngập trong nước. Nhiều vật dụng sinh hoạt đã bị ngấm nước nhiều giờ và không thể sử dụng. Hơn 5.000 cây bắp cải chưa kịp cho thu hoạch, giờ bị mất trắng. Giờ như thế này tôi chả biết như nào, chả biết là ngày nào mà nước rút ra. Rau là coi như là thối hết. Rau giờ là thối hết, không còn gì nữa. Chúng tôi chả biết trông vào cái gì. Kế bên nhà bà Trầm, gia đình anh Đoàn Đình Hữu cũng bị thiệt hại tất cả là hơn 2.000 mét vuông hoa màu. Nước rút chậm, không biết đến bao giờ căn bếp của gia đình mới có thể đỏ lửa. Sinh hoạt thì là nói chung là khó khăn cái là bây giờ là cứ phải đi ăn nấu nhờ thôi. Bếp thì chưa khô, còn mấy chục phân nước nữa.
những gì còn sót lại khi cơn lũ đi qua mới cho thấy hết sức tàn phá khủng khiếp của nó. Tại cái thời điểm tôi đang đứng đây thì mưa đã tạnh được hơn nửa ngày và trời đã bắt đầu hửng nắng, nhưng mà nước vẫn rút rất là chậm. Với cái tình trạng này thì theo những người dân ở đây thì phải mất ít nhất 2 tuần nữa nước mới có thể rút hết. Điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên những người dân ở đây phải chịu cái cảnh ngập úng khi mà mỗi trận mưa lớn đi qua. Theo thống kê ban đầu, tại huyện Mộc Châu, trận mưa lũ trong 4 ngày qua đã gây thiệt hại ít nhất là hơn 10 tỷ đồng. Trong đó hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị ngập cùng nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Huyện đã rà soát các cái điểm dân cư nằm dọc các cái vị trí sông suối dễ bị ngập lún và lấn chiếm dòng chảy, thì đã có những cái chỉ đạo để di dời các cái hộ này ra các cái vị trí an toàn. Đồng thời thì đang triển khai các cái dự án để mà nạo vét các cái hệ thống thoát lũ. Vườn bắp cải này vẫn chưa kịp cho thu hoạch, nước ngập vẫn chưa biết khi nào mới rút hết. Nhưng người nông dân như bà Trầm không biết xoay sở ra sao trong những ngày tới nếu mưa lũ vẫn còn kéo dài. Thông tin chúng tôi vừa nhận được từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, hôm qua lại có thêm một người thiệt mạng tại tỉnh này do lũ cuốn. Nạn nhân là cháu Mùa Thị Sú, 10 tuổi, ở bản Cán Mang, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên. Hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Sơn La đã có 2 người chết và 2 người bị thương do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Cũng do hoàn lưu của bão số 3, tối qua một trận mưa lớn đã đổ xuống Hà Nội. Dù thời gian mưa không kéo dài, nhưng với cường độ lớn, lượng nước đổ xuống đã khiến nhiều tuyến phố nội thành ngập nghiêm trọng, nhiều phương tiện chết máy. Một số đường như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Cầu Giấy có đoạn ngập hơn nửa mét. Tiếp tục chương trình là một số thông tin thị trường đáng chú ý chúng tôi tổng hợp trong cụm tin ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Sâm ngọc linh chi của Việt Nam được đánh giá là một trong 5 loại nhân sâm tốt nhất thế giới. Vừa qua, loại sâm này đã chính thức được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, khẳng định đặc tính và thương hiệu nguồn gốc của Việt Nam. Như vậy, về lâu dài, sâm ngọc linh chi có thể được đưa ra thị trường trong và ngoài nước với quy mô lớn mà không mất đi nguồn gốc địa lý, đặc tính, đặc thù về chất lượng sản phẩm, tên gọi, xuất xứ. Đảm bảo củ sâm ngọc linh chi là hàng hóa chiến lược của Việt Nam nói chung và là cây đặc hữu của rừng núi Ngọc Linh nói riêng. Hiện sâm ngọc linh chi được trồng với diện tích hàng chục nghìn hecta ở 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Tiêu thụ mì gói ở Việt Nam giảm sút 3 năm liên tiếp, từ mức 5,2 tỷ gói trong năm 2013 xuống còn 4,8 tỷ gói vào năm ngoái và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây cũng là xu hướng chung của thế giới. Ngoài ra, gần đây xuất hiện nhiều thông tin về sản phẩm mì gói thiếu chính xác, khiến khách hàng bất an và giảm tiêu dùng. Doanh thu của nhiều doanh nghiệp sản xuất mì gói cũng đã chịu ảnh hưởng nhất định. Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ tư về tiêu thụ mì gói trên thế giới, sau Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản. Thưa quý vị, với tâm niệm không gì là không thể, Nguyễn Văn Hùng cùng nhóm kỹ sư trẻ đã chiêu lái công ty cổ phần giải pháp công nghệ CNC, một doanh nghiệp cơ khí trẻ tự tìm hướng đi cho riêng mình và từng bước thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cho đến nay, CNC là nhà cung ứng các sản phẩm cơ khí chính xác, chất lượng cao, phục vụ cho nhiều doanh nghiệp lớn. Điều đáng chú ý hơn là chính những năm tháng đi làm công nhân, thậm chí là cả bơm xe, bán hàng rong, gia sư để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chi phí học đại học trước đây, đã tôi luyện cho chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Hùng vững bước hơn. Bằng những chiếc máy cơ khí thuê trả tiền theo tháng, cả nhóm kỹ sư trẻ bắt tay vào con đường khởi nghiệp. Thiếu vốn và kinh nghiệm, sự khởi đầu chẳng mấy sáng sủa. Nhiều năm đầu, dù cố gắng đến mấy, nhưng thu vẫn không đủ trang trải cho chi phí hoạt động. Và đã có những người đã rời bỏ nhóm. Thời điểm đấy thì em chưa có gia đình, nhưng mà nhiều anh em họ có gia đình ấy. Thì thực sự là họ cũng mất cái họ cũng bí bách trong cuộc sống và họ cũng phải đi tìm con đường khác. Giờ thì công ty đã lớn mạnh hơn với 2 cơ sở ở Bình Dương và Hà Nội, cùng với hơn 300 kỹ sư và người lao động. Cách đây hơn 1 năm, kỹ sư trẻ này đã chọn công ty cổ phần giải pháp công nghệ CNC là nơi khởi nghiệp. Nhiều sản phẩm công nghệ cao đã được nghiên cứu và đưa vào sản xuất từ đây. Đó là dự án tên là ONT. Về cơ bản nó rất là phức tạp và cũng có những cái yếu tố mới lạ. Làm cái dự án này thì nó sẽ thúc đẩy được cái nền cơ khí
tức là cơ khí chế tạo chính xác Việt Nam ấy, thì nó sẽ phát triển rất là mạnh lên. Chúng tôi có ba cái tiêu chí chính. Thứ nhất là không gì là không thể, nhà chúng tôi không có cái giới hạn. Cái thứ hai là chúng tôi làm ngay, khi có bất kỳ một cái công việc hoặc một cái tình huống nào chúng tôi sẽ tập trung xử lý nó nhanh và gọn. Cái tiêu chí thứ ba, thay đổi được cái thái độ của mình, bởi vì cái thái độ nó quyết định cái hành động rất là nhiều. Khi các bạn có những giấc mơ lớn, các bạn có cái thái độ làm việc tích cực thì các bạn có thể biến mọi thứ trở thành hiện thực được. Hàng chục năm trước, ông Long cũng đã chọn ngành cơ khí cho sự nghiệp của mình. Nhiều năm qua, ngành này cũng trải qua những bước thăng trầm của nền kinh tế đất nước. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng đây vẫn là hướng khởi nghiệp bền vững cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cái doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ, nếu tham gia được vào các cái đơn hàng mà chúng ta hay nói là chuỗi đặt hàng của các nước ngoài thì sống rất hay. Phải chọn cái sản phẩm đầu ra mình định làm là cái gì, để từ đó là chọn cái công nghệ thích hợp. CNC Group có cái tham vọng đến năm 2020 sẽ trở thành một cái công ty đại chúng với quy mô cán bộ công nhân viên nó lên đến 10.000 người, và cái doanh số mà chúng tôi đang đặt mục tiêu cho toàn hệ thống là 5.000 tỷ. Một năm trước, đây là những người nông dân, nhưng nay họ đã trở thành những người công nhân lành nghề. Năng suất lao động đã tăng gấp 5 lần so với thời gian đầu. Và chính họ vẫn đang là một phần trong câu chuyện khởi nghiệp, tiếp tục viết tiếp những ước mơ cho chính mình. Trong phần tiếp theo của chương trình, đề xuất làm visa điện tử để tăng sức cạnh tranh cho ngành du lịch Việt Nam. Triển lãm Sơn Mài Châu Á tại Hà Nội, nơi tôn vinh vẻ đẹp của sơn thiên nhiên, vẻ đẹp của truyền thống và hiện đại trong nghệ thuật sơn mài. Thưa quý vị, khi đề cập đến kế hoạch đi du lịch, mà đặc biệt là du lịch ngoài nước, có lẽ chúng ta đều có chung suy nghĩ rằng đơn giản, thuận tiện là những yếu tố cần thiết để một du khách chọn du lịch đến một đất nước nào đó. Tuy nhiên hiện nay, chính sách visa cho khách du lịch đến Việt Nam chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, khi chỉ mới có 5 nước Tây Âu được miễn visa và 13 nước được miễn visa theo tour trọn gói. Trong khi đó, ở các nước, việc đơn giản hóa thủ tục visa đã được áp dụng từ lâu bằng nhiều cách như miễn visa, thực hiện visa điện tử. Để tăng sức cạnh tranh, ngành du lịch và các doanh nghiệp đã đề xuất chính phủ sớm triển khai chính sách visa điện tử. Nửa đầu năm nay, công ty du lịch này đã thu hút lượng du khách từ các nước Tây Âu tăng đột biến hơn 300%. Đây là hiệu quả từ chính sách gia hạn miễn visa đối với du khách 5 nước Tây Âu đến Việt Nam. Tuy nhiên, con số này tính ra không đáng kể so với các nước trong khu vực, khi Indonesia hiện đã miễn visa thêm cho 79 quốc gia, Malaysia 163 nước, Campuchia là 47 nước. Nới lỏng chính sách visa, chúng ta tăng cái thời gian lưu trú của khách, hay là chúng ta làm visa điện tử, tất cả những hình thức đó nó đều góp phần là kéo du khách lại với gần với Việt Nam hơn, để chúng ta có thể là tiếp cận với du khách một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Có một thực tế, hiện nay riêng chi phí làm visa nhập cảnh vào Việt Nam đã bằng 2 đêm nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Trên thế giới đã có hơn 90 quốc gia cấp visa điện tử cho du khách, nghĩa là du khách chỉ cần quẹt visa qua cổng điện tử là có thể dễ dàng di chuyển qua biên giới. Và đây cũng là chính sách kỳ vọng sẽ mở nút thắt cho ngành du lịch phát triển. Một trong những vấn đề để cạnh tranh với các đối thủ xung quanh là chúng ta phải tìm cách cái khâu mà xuất nhập cảnh nó phải đơn giản, nó phải thoải mái. Và tôi nhắc lại, visa điện tử là một trong những cái bước đột phá, mặc dù là các nước khác kể cả Campuchia họ đã thực hiện từ lâu. Không chỉ là du khách mà sau này tôi cho rằng là kể cả của các cái hoạt động của các cái thương gia, các cái nhà đầu tư vân vân, thì hiện nay ấy, thì visa điện tử thì mới dành cho khách du lịch thôi, nhưng mà sau này thì khách thương nhân thì người ta cũng sẽ phải tính toán, và cái việc quản lý chung với cái công nghệ thông tin như thế này thì sẽ tạo điều kiện cho các cái hoạt động về kinh tế xã hội, nhất là trong đó có cái ngành du lịch của chúng ta phát triển nhanh. Dự kiến đến đầu năm 2017, Việt Nam sẽ áp dụng thực hiện visa điện tử cho du khách. Theo tính toán của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh, chỉ riêng việc áp dụng chính sách visa điện tử sẽ giúp ngành du lịch của thành phố đạt tốc độ tăng trưởng từ 7% lên con số 10% trong năm tới. Homestay, hình thức ở trọ cùng người bản xứ, đã không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, với những ai không có đủ thời gian để đi xa mà vẫn muốn thoát khỏi cảm giác kẹt cứng ở các thành phố lớn, thì quý vị cũng có thể tìm tới homestay.
Lúc này, homestay chính là hình thức du lịch thư giãn mà không đi xa thành phố lắm, chỉ để ở trọ một vài ngày. Cách Hà Nội khoảng 30 km, homestay nhà của Free là ngôi nhà của cây xanh, gió và ánh sáng, được xây bên cạnh dòng sông Cà Lồ, một nhánh của sông Hồng. Ngôi nhà này cho du khách cảm giác gần gũi với thiên nhiên, mọi người cũng có sự cân bằng dễ chịu, tránh được những căng thẳng thị thành. Cùng trong thành phố Hà Nội thôi nhưng mà mình cảm giác rất là khác biệt, thoải mái, yên tĩnh và bầu không khí rất là trong lành. Tất cả anh em đều thấy thoải mái khi là đến đây. Cái thú vị nhất là mình ở gia chủ. Đấy là có giao lưu với cả anh chị thì rất là thoải mái. Khách đến homestay sẽ sử dụng chung tất cả mọi đồ đạc trong nhà, ăn uống và sinh hoạt theo nếp của chủ nhà. Mình làm đồ ăn cho các bạn đến sử dụng. Thực phẩm thì ở trong vườn, trong nhà mình nuôi trồng cái gì thì mình dùng cho các bạn. Giống như là mình nấu cơm cho gia đình mình ăn ấy. Mình đi ở các cái vùng khác mình sẽ ở homestay. Tại vì là mình sẽ cảm nhận thấy cái mỗi văn hóa, mỗi gia đình nó cũng đã khác rồi, cả vùng miền nó cũng khác và ẩm thực nữa nó cũng khác. Những homestay như thế này đang có giá một ngày từ 900.000 đồng trở lên cho một phòng đôi. Nếu là homestay trong phố cổ Hà Nội thì có thể sẽ chật chội hơn. Thế nhưng vẫn là một căn nhà với đầy đủ những chức năng và có linh hồn riêng. Thế nên rất nhiều du khách đang tìm đến và trải nghiệm. Tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng khu di tích Lâm Viên, bia tưởng niệm Tây Tiến tại huyện Mộc Châu để tri ân những người lính Tây Tiến năm xưa. Và công trình này vừa được khánh thành. Công trình khu di tích Lâm Viên, bia tưởng niệm Tây Tiến rộng 5.000 m2 nằm ở phía tây thị trấn Mộc Châu, nằm giữa trung tâm của khu di tích là nhà bia có khắc nội dung bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết ngày 1 tháng 2 năm 1947 gửi các chiến sĩ bộ đội Tây Tiến, trong đó khẳng định chỉ một việc cất chân lên đường tiến về hướng Tây là đủ tỏ cái chí hy sinh, cái lòng kiên nghị của các đồng chí. Tây Tiến là đơn vị quân đội được thành lập vào năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào chống thực dân Pháp. Các chiến sĩ Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên như nhà thơ Quang Dũng. Liên quan đến công tác ngăn chặn việc chiếu đèn laser vào máy bay, uy hiếp an toàn bay, sân bay Tân Sơn Nhất vừa cùng Cảng vụ Hàng không miền Nam phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra khảo sát tình trạng này. Động thái này được đưa ra sau khi Tân Sơn Nhất ghi nhận khoảng 12 trường hợp phi công khi cất hạ cánh bị chiếu đèn laser tính từ đầu năm đến nay. Thời gian xảy ra vào khoảng từ 19 giờ đến khuya. Các phi công còn phản ánh việc họ bị đèn laser chiếu vào buồng lái khi ở độ cao 1.300 m, cách sân bay khoảng 45 km. Khu vực này thuộc địa phận tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Sau khi khảo sát, thì đoàn kiểm tra ghi nhận một số điểm khả nghi có thể là nguồn phát đèn laser, đèn chiếu sáng, như hàng loạt biển quảng cáo gần Bixi An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, một số tòa nhà tụ điểm có đường bay ngang qua. Khoảng từ 2 năm nay, phi công đã phản ánh bị chiếu đèn laser quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, năm 2015 ghi nhận 11 vụ việc, năm 2014 là 15 vụ. Minimums. Không Pokemon Go khi tham gia giao thông. Lời cảnh báo này được phát đi đồng loạt trên hệ thống các bảng quang báo điện tử trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh từ vài ngày nay. Lời cảnh báo về Pokemon Go được phát đi xen kẽ với những thông tin về mật độ giao thông, luật giao thông quan trọng. Theo Sở Giao thông Vận tải, hiện có khoảng 40 bảng quang báo điện tử như vậy hoạt động tại các tuyến đường chính của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều quốc gia khác như Mỹ, Canada, New Zealand cũng có những cách cảnh báo tương tự với người đi đường khi mà ngày càng nhiều người đi lại trong thế giới thật nhưng cùng lúc tham gia săn Pokemon trong thế giới ảo. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 8, công chúng thủ đô có cơ hội được chiêm ngưỡng những nét đặc sắc trong nghệ thuật sơn mài của các quốc gia châu Á tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với hơn 50 tác phẩm sơn mài. Đồ mỹ nghệ của Myanmar, hội họa của Việt Nam, sản phẩm trang trí nội thất của Thái Lan, hay sự kết hợp giữa giấy truyền thống và sơn mài của Nhật Bản. Các tác phẩm tại triển lãm nghệ thuật sơn mài châu Á là những sự hiện diện độc đáo của sơn mài ở những chất liệu khác nhau, mang đến cho khán giả một không gian sơn mài phong phú và đầy tính nghệ thuật. Tôi thấy sơn mài của Việt Nam rất đẹp, khác hẳn với sơn mài mà tôi nhìn thấy ở Nhật Bản. Tôi còn mua một sản phẩm mỹ nghệ làm từ sơn mài của Việt Nam. Thật ra thì Việt Nam thì nghiêng về sáng tác tranh,
Còn những quốc gia khác thì mình thấy thì là họ làm về đồ mỹ nghệ và sau đó là họ lên tác phẩm mà nó giống như 3D 3 chiều. Thì mình thấy là đây cũng là một cơ hội để cho các nghệ sĩ Việt Nam được nhìn thấy và được tiếp xúc thực tế với lại các sản phẩm sơn mài của các nước khác, không chỉ là đồ mỹ nghệ mà còn là tác phẩm nghệ thuật. Người châu Á sớm nhận ra độ bền và vẻ đẹp của nhựa sơn và sử dụng sơn để phủ lên gỗ, các sản phẩm gỗ hay mây che đan. Xã hội chuyển biến, sơn mài cũng phát triển thành nghệ thuật độc đáo và trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử văn hóa của vùng Đông và Đông Nam Á. Tôi thấy mỗi quốc gia đều có những đặc trưng riêng, các tác phẩm đều rất thú vị. Đặc biệt, tôi thấy tác phẩm sơn mài của Việt Nam rất màu sắc, sử dụng nhiều kỹ thuật sơn mài. Sơn cũng được sử dụng rất phóng khoáng. Thực ra trong cái sơn mài này, nó có hai ngạch. Thứ nhất là bên đồ sơn, những cái sản phẩm mỹ nghệ. Thứ hai nữa là tác phẩm nghệ thuật sơn mài. Thì mỗi thứ đều có một cái con đường của nó, đều đi từ xuất phát từ cái chất sơn truyền thống của nó cả. Tất cả các nước ở đây làm việc là cái làm trên tinh thần là sơn truyền thống của mình. Tức là ở Việt Nam mình có gọi là cây sơn ta trên Phú Thọ và các nước có những cây sơn của họ. Tôi nghĩ mỗi quốc gia sẽ có những tác phẩm sơn mài khác nhau. Chúng ta không thể so sánh, nhưng có thể chia sẻ kiến thức để làm phong phú hơn nghệ thuật sơn mài ở châu Á. Khác biệt ở chất liệu, đa dạng trong thể hiện, triển lãm nghệ thuật sơn mài châu Á đã tôn vinh vẻ đẹp của sơn thiên nhiên, vẻ đẹp của truyền thống và hiện đại trong nghệ thuật sơn mài của mỗi quốc gia. Phần cuối chương trình là thông tin dự báo thời tiết trong 24 giờ tới. Chương trình thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.